Xin chào các bạn, đây là cái mẫu máy chiếu UHD, hay chúng ta còn gọi là máy chiếu siêu gần. Đối với các cái thương hiệu máy chiếu hiện nay thì chúng ta, nếu mà phân theo khoảng cách thì chúng ta có ba cái lựa chọn, đó là máy chiếu thông thường, máy chiếu gần và máy chiếu siêu gần. Thì cái mẫu hôm nay tôi giới thiệu với các bạn đó là cái dòng PX800HD. Đây là cái dòng máy chiếu siêu gần, thích hợp cho các cái màn chiếu quang, màn chiếu quang học, các cái màn chiếu xám, hoặc là trong trường hợp chúng ta cần chiếu các cái bảng tương tác, và thường thường là chúng ta sử dụng cho các cái phòng giải trí cao cấp trong gia đình. Đây là một cái dòng máy chiếu thuộc phân khúc giải trí cao cấp, có cái độ phân giải Full HD và có nhiều cổng kết nối cũng như là nhiều tính năng cao cấp. Sử dụng cái bánh xe màu, tức là cái color wheel với 6 cái mảng màu, giúp cho cái hình ảnh nó trở nên tự nhiên và sống động hơn rất nhiều so với các cái máy chiếu thông thường khác có mặt trên thị trường hiện nay. PX800HD xứng đáng là một trong những cái lựa chọn cho những cái khách hàng đang có nhu cầu lắp đặt cái phòng giải trí cho gia đình, hoặc là những cái phòng chiếu phim, phòng giải trí, phòng xem phim trong các cái văn phòng công ty chẳng hạn. Thì PX800HD có cường độ sáng tuy nó không cao, tuy nhiên thì với chất lượng các cái linh kiện bên trong được tối ưu hóa cho việc hiển thị các hình ảnh trở nên sống động và chân thực hơn rất nhiều so với những cái máy chiếu siêu gần thông thường khác trên thị trường hiện nay. PX800HD là cái mẫu máy chiếu chính hãng, được bảo hành thân máy lên đến 2 năm. Ở đây tôi đang đặt máy chiếu và màn chiếu chỉ khoảng cách chưa đến nửa mét, trong khi là cái màn hình đã chiếu ra được gần 120 inch với chiều ngang tầm cỡ khoảng 2m4. Cái nguồn phát là tôi đang sử dụng một cái đầu 4K của HiMedia Q10. Với khoảng cách như thế này thì chúng ta có thể dễ dàng đặt máy ở sát cái màn chiếu hoặc là sát cái bức tường của chúng ta, mà không cần phải đặt xa đến 3-4 mét như các cái máy chiếu thông thường khác. Hiện tại cái phòng của tôi thì cái ánh sáng nó không nhiều, và tôi sẽ thử nghiệm bằng cách là tôi sẽ bật một cái ánh sáng đèn LED sáng lên để chúng ta cảm nhận được là cái chất lượng hình ảnh nó có thay đổi hay không. Đây là một cái điều thực sự rất quan trọng, tại vì hiện nay trên thị trường có rất nhiều các cái thương hiệu và những cái nhãn hàng máy chiếu khác, khi mà họ quảng cáo thì chất lượng hình ảnh rất đẹp, tuy nhiên thì khách hàng thường hay bị đánh lừa thị giác bằng cách là các hình ảnh có thể bị cắt ghép hoặc là trình chiếu trong các cái môi trường ít ánh sáng, cho nên là chúng ta cảm thấy chất lượng hình ảnh rất là đẹp. Nhưng khi mà chúng ta chiếu trong các cái môi trường ánh sáng và môi trường có ánh sáng nhiều thì chất lượng hình ảnh lại không đẹp như mong muốn. Do đó thì việc mà chúng ta đầu tư một cái máy chính hãng với chế độ bảo hành lên đến 2 năm, và nếu chúng ta có điều kiện được chúng ta cảm nhận chất lượng hình ảnh thực sự khi mà chúng ta trước khi chúng ta bỏ tiền chúng ta mua, thì đó mới là điều quan trọng. Tại vì những cái máy này, để có thể đầu tư được những cái máy này thì chi phí nó khá là cao, mà nếu chúng ta lỡ mua trên mạng về mà chúng ta không ưng ý thì cái việc đổi trả nó khá là khó khăn. Đây tôi sẽ bật một cái đèn LED thì các bạn sẽ thấy nha. Tôi sẽ thực hành bằng cách là các bạn để ý nè. Cái màn chiếu của tôi là cái màn chiếu trắng bình thường, tôi chưa sử dụng các cái màn quang và chưa sử dụng các cái màn chiếu thương phẩm cao. Khi mà tôi bật ánh sáng đèn lên á thì các bạn thấy được là ánh sáng nó sẽ xung quanh khá là nhiều, nhưng hình ảnh gần như không có thay đổi và chất lượng hình ảnh gần lên rất là ok luôn, chuẩn đẹp. Và khi mà tôi tắt đèn đi nè, đó các bạn thấy nha, cái môi trường xung quanh nó sẽ hạn chế ánh sáng, tuy nhiên vẫn có ánh sáng lọt vào này. Rồi tôi bật đèn lên này, đó ánh sáng đèn rất là nhiều, một cái đèn LED công suất lớn chiếu thẳng một cái màn luôn. Tuy nhiên thì chất lượng hình ảnh gần như không có sự thay đổi và nó lên vẫn rất là ok. Tôi sẽ đổi sang một cái video khác. Và cũng chia sẻ với các bạn luôn, thực ra thì cái màn chiếu tôi đang chiếu lên là cái màn chiếu cực kỳ đơn giản, nó chỉ là một cái tường trắng bình thường thôi, tường xốp bình thường thôi, chứ chưa được tối ưu hóa cho chất lượng cái nền cũng như là chiếu tương phản cao. Tuy nhiên thì chất lượng hình ảnh được tôi đánh giá một cách khách quan, đó là chất lượng hình ảnh nó đẹp hơn rất là nhiều so với các cái mẫu máy chiếu cùng phân khúc cũng như là cùng mức giá mà tôi đã được biết trước đây. Tôi sẽ tắt đèn đi thì các bạn sẽ được cảm nhận được chất lượng hình ảnh nó còn đẹp hơn và nó có độ sâu hơn rất nhiều. Về hệ số tương phản thì trên lý thuyết, trên giấy tờ thì nó chỉ là khoảng 10.000 thôi.
trên lý thuyết là nó chỉ 10.000 thôi, nhưng mà thực tế tôi cảm nhận được nó không thua kém gì các cái máy chiếu được công bố với cường số tương phản là 50 thậm chí là 100.000 hiện nay. Đây là một cái cảm nhận rất là thực tế luôn. Nếu mà không tin thì các bạn đến showroom của chúng tôi, các bạn sẽ được test thử trên các cái màn chiếu với chất liệu khác nhau, màn trắng, màn xám, màn trong, tất cả các loại màn chúng tôi đều có để khách hàng thử và trải nghiệm trước khi mà chúng ta quyết định mua. Thì đó là một cái điều thực sự và hết sức quan trọng. Xin nhắc lại, đây là cái mẫu máy chiếu chính hãng, được phân phối chính hãng và được bảo hành chính hãng lên đến 2 năm. Không phải là những cái máy chiếu bán trên mạng đơn thuần, chỉ được bảo hành từ 6 tháng đến 3 tháng. Và khi mà chúng ta đầu tư những cái máy đắt tiền và những cái màn chiếu chất lượng cao thì tôi khuyên các bạn chúng ta nên lựa chọn các đơn vị uy tín, hoặc là chúng ta nên đi xem trực tiếp để chúng ta trải nghiệm, thì chúng ta vẫn có những cái lựa chọn tốt hơn. Trong trường hợp mà chúng ta không ưng ý thì chúng ta vẫn có những cái giải pháp thay thế khác. Thay vì chúng ta ngồi một chỗ, chúng ta mua trên mạng thông qua những cái video chỉ quảng cáo suông, thì đôi khi chúng ta sẽ gặp phải những cái trục trặc sau khi mà chúng ta mua. Đây, khi mà hình ảnh cái phòng của tôi nha. Bạn Tùng, bạn kéo cái rèm bớt sáng, cho nó ánh sáng mặt trời vào bạn Tùng. Tôi sẽ cho cái ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào này. Đó, các bạn thấy không? Ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào mà chất lượng hình ảnh nó vẫn như là không thua kém gì một cái tivi, các bạn thấy không? Đây là trường ngang này, các bạn thấy sải tay của tôi nè. Rất là dài luôn, và trường ngang này nó tầm cỡ khoảng 2m4 đấy. Xin nhắc lại, đây là cái mẫu Viewsonic PX800 HD nha các bạn. Các bạn có thể tham khảo thêm các cái thông tin kỹ thuật về cái dòng máy chiếu này trên trang web là máychiếugiarẻ.vn hoặc là vnpc.com.vn. Tất nhiên, một cái mẫu máy này trên thị trường thì sẽ có rất nhiều những cái đơn vị họ cung cấp. Tuy nhiên, để có thể mua được các cái máy với chất lượng chính hãng, chế độ bảo hành giúp các bạn luôn yên tâm khi sử dụng thì đó là quyền lợi của các bạn, thì các bạn nên tham khảo các đơn vị uy tín để chúng ta bỏ tiền chúng ta mua, để sau khi chúng ta đã bỏ tiền chúng ta mua thì chúng ta không có gì phải hối tiếc cả. Cảm ơn các bạn đã cùng tôi xem video về và trải nghiệm về cái dòng máy chiếu PX800 HD của Viewsonic. Đây là một trong những mẫu máy chiếu sử dụng công nghệ Super Color, hứa hẹn là sẽ bán khá chạy của Viewsonic trong năm 2020 này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video lần sau.